Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2016. Tham gia hội chợ Tết Bính Thân 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Phúc Sinh đã giới thiệu với người tiêu dùng sản phẩm cà phê K-Coffee rang xay 100% nguyên chất. Thời gian qua, Phúc Sinh đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất chế biến cà phê rang xay, cà phê hòa tan bằng công nghệ hiện đại của Ý, từ đó tạo ra sản phẩm với chất lượng cao. Sản phẩm K-Coffee được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, HACCP và đặc biệt đã được chứng nhận toàn cầu UTZ Certified. Là một doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, thực phẩm, công ty Phúc Sinh cũng thuộc top 10 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới.